신고 사진을 가지고 가세요. Hello mọi người, hôm nay mình có cơ hội được đến thành phố có tên là Jeonju của Hàn Quốc. Và cụ thể là mình đã đến thăm làng cổ ở nơi đây. Sẵn tiện thì mình sẽ review một số thứ hay ho ở đây cho mọi người nha. Chưa gì mà đã thấy một set bánh choco pie siêu ngon đập vào mắt rồi. Ở đây có xem bói này. Ờ, xem bói. Ui, cái này đẹp nè. Đây, đây nữa. Hả? Đây, 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 đi bộ nhé. Oh, okay. Ơi. Nhặt được tiền. Mình... Trời ơi. Nhặt đó. Nhặt. Nhặt tiền rồi. Chính xác? Ồ thật mà. Tiền thật à? Ồ. Không phải là của anh. Của em nói nhé. Máy máy nhỉ. Thì mà một sao. Đi ăn thôi, em có tiền rồi. Ủa thật không bác? Thật chứ. Nè mọi người. Nhặt được tiền này. Anh là cái này mua loto này. Ok. Mua loto. Đổi ra tiền Việt là 100, à 1 triệu ấy mọi người ạ. Ghê không? May mắn nhở? Ừ, anh là may mắn. May mắn nhở? Ui, ở, em thấy ở đây đẹp hơn là ở trên... ở gì nhở? Kiêu Múc Cung á. Tất nhiên, đó là nổi tiếng nhất đó. Vậy ạ? Ừ. Cái này là làng cổ Hàn Quốc nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc. Làng cổ nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc. Kiêu Múc... Ui, nè, nhìn đường nào cũng thấy đẹp luôn đấy. Với cả hanbok ở đây cũng thấy đẹp nữa. Ui, em thích màu này nè. Anh, lát mà không? Màu này á? Màu này không hợp với anh. Anh không thích màu xanh đúng không? Ăn đá nhá. Ừ, ăn đá nhá. Ui, đẹp thế. Nè. Ui, đẹp xỉu luôn á mọi người. Nè. Mặc bộ này đi chụp ảnh hoa anh đào nhỉ? Ở đây nổi tiếng là bibimbap. Bibimbap là cơm trộn ý. Muốn ăn quá à? Clip trước của anh ở đây rồi. Thật á? Rất ngon. Xin chào đúng. Vậy là anh đến đây rồi á? Ờ. Với bạn trai. Bạn trai. Bạn trai. Bạn trai. Bạn trai hả? Bạn trai. Pa. 35 độ. Anh ăn gì? Em ăn Jeonju bibimbap. Jeonju bibimbap. Anh ăn gì? Anh gọi đi. Ok, anh gọi đi. Cái này là gì? Cháo hả? Cái này là... Không biết. Chắc là cháo. Cái này là gì em? Em không biết nữa. Em ăn rồi mà em vẫn không biết nó là cái gì. Nhưng mà nó có mùi của mè đen, e. Đậu. Đậu đen á. Mè. Đậu à nhà mè. Phát trúc. Phát trúc à nhà. Thâm trăm mì tàng. Ăn được mấy miếng thì mình vẫn không biết món này là món gì cả. Nhưng mà nó thì là cái món mà ăn trước khi ra món chính. Nhìn thì nó giống bột trẻ em vị mè đen ý. Ngồi một lúc thì cuối cùng món chính cũng được dọn lên rồi. Quán tuy siêu đông nhưng mà làm rất là nhanh nha. Cái mà mình gọi thì nó không phải là món ăn mà là một bàn thức ăn. Nên là nó mới nhiều món ăn kèm như thế này. 10 món ăn kèm lận đó mọi người. Thêm canh nè. Cơm nè. Cơm nè. Bibimbap ở chỗ kia. Cảm ơn. Bibimbap này. Tteokbokki thì hiện tại đã được làm sạch rồi. Cảm ơn. Anh cái bát nặng cực luôn ấy. Cái gì? Nặng nhỏ. Nặng siêu nặng. Chúc ăn ngon miệng nha. Đây là chắt tre nè, đây là khoai tây muối, đây là củ cải muối, à đâu hành muối chứ. Cái này là rong biển muối, cái này là chả cá, cái này là không nữa,
bắp cải. Cái này là nấm xào kim chi. Anh cái này là gì ta? Thủ đi mục. Thạch hả? Thạch. Và cái này là kiểu như sốt salad. Đó, 10 món. Cái này là ăn gì? Kèm. Cái này là miếng sườn người ta giã thành miếng xong dán lên. Đó. Còn của mình là bibimbap, món nổi tiếng nhất ở đây. Và mình cũng từ khi đến Hàn đây là cái món mà mình muốn ăn nhất này. Bibimbap của Jeonju. Ủa? Anh làm gì á? Sóc đĩa à? Anh biết sóc đĩa không? À, không. Chắc anh không biết. Đồ. Để làm ra mình nhìn tầng. Cảm ơn bạn đã. Bibimbap thì có. Cái này cái gì mình không biết. Nhưng mà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 loại gia vị này. Với cả thêm cơm nữa là 10. Trời ơi ngon dã man luôn ý. Ui ở đây còn có cả trứng nữa này. Em thích ăn cái món này lâu lắm rồi ấy. Tại vì ngày xưa bọn em có cái môn học văn hóa Hàn Quốc ấy. Thế là cô bảo là bibimbap của Jeonju rất là ngon. Ồ, đúng rồi. Thế là em muốn đến đây để ăn món này. May mắn nhỉ. 5 năm. Mà 5 năm rồi bây giờ em mới được đến. Sao em có coi yêu? Không. Không có anh em vẫn có thể tự đến mà. Không. Không cho. Từ chỗ mình đến đây bao nhiêu tiếng nha? 3 tiếng. 3. Rồi, ăn thôi. Anh muốn ăn không? À. Thật đó hả? Ờ. Một miếng nhá. Coi một miếng nhá. À bé thôi nhá, còn em còn ăn nữa. Ờ. May stop. Ngon. Ok. Có thể nhiều bạn chưa biết đó là nguồn gốc của cơm trộn là ngày xưa người Hàn sau mỗi bữa ăn sẽ trộn hết tất cả những cái đồ còn trên bàn với cơm để tạo thành cái món này. Mình nhớ có lần cô giáo mình bảo món này ngày xưa là món dành cho người nghèo. Nhưng không ngờ là sau này nó phổ biến và được làm ngon đến cái mức mà ai cũng thích luôn. Và đặc biệt là cái món cơm trộn của Jeonju thì là nổi tiếng nhất Hàn Quốc luôn ý. Bên cạnh cái món cơm trộn mà ai cũng biết thì ở Jeonju còn nổi tiếng một món nữa đó là thịt sườn viên. Nói đến thịt sườn thì thơm ngon khỏi bàn rồi nhá. Sau khi được giã nhỏ thì nó sẽ được tẩm gia vị kiểu hơi mặn mặn ngọt ngọt ý. Ăn cái này sẽ rất là cuốn cơm nhưng mà có thể nhiều bạn sẽ không thích tại vì nó toàn thịt là thịt không à. Mình vốn dĩ không thích món này nhưng mà ăn ở đây thì lại là một suy nghĩ khác nha. Thứ mà mình thích nhất ở cái quán này đó chính là đồ ăn kèm, nó ngon lắm ấy. Đây là miến trộn nha. Thường thì đây sẽ là một cái món riêng để người ta bán nhưng mà ở đây và một số quán khác thì nó sẽ thành pan chan, đồ ăn kèm luôn. Hôm trước mình mới biết là dưới miền Nam này có một cái khu trồng nấm nổi tiếng thì hôm nay được ăn món xào luôn này. Và kim chi ở những cái khu làng cổ thì sẽ không bao giờ làm mọi người thất vọng nha. Không những ngon mà còn bắt mắt nữa chứ. Chỉ ăn những cái món ăn kèm này với cơm không thôi là đã đủ no rồi. Nhưng tất nhiên là mình sẽ không quên cái mục đích chính mà mình đến đây là để ăn cái món cơm trộn thần thánh này. Lấy một thìa cơm trộn này, đặt lên một miếng thịt sườn. Trời ơi, nhất định phải thử nha mọi người nha. Ăn xong rồi thì lấy cái tiền vừa nãy mình nhặt được để thanh toán, coi như là món quà của Jeonju đi. Không hiểu hôm nay là ngày gì mà lúc thanh toán tiền bạn nhân viên còn trả thừa tiền cho bọn mình nữa chứ. Nhưng lần này thì trả lại nha. Ăn uống no nê thì mình quay lại cái khu mà cho thuê hanbok. Cảm giác như mỗi lần đến khu làng cổ du lịch mà mặc bộ hanbok trên người nó sẽ rất là thích. Và một lý do nữa đó là các bộ hanbok ở đây nó rất rất là đẹp mọi người ạ. Giá thuê hanbok thì lại còn rẻ hơn rất nhiều so với trên Seoul, lại còn được làm tóc tỉ mỉ từng tí một nữa. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình được mặc hanbok rồi nhưng mà lần nào mặc vào mình cũng thấy mình xinh hết ý. Và đặc biệt đây là lần đầu tiên mà mình được mặc hanbok với người mà đã đưa mình đến đây. Trời hôm nay đẹp đúng kiểu trời xanh, mây trắng, nắng vàng nhưng mà nóng không chịu nổi luôn, thật sự. Người khác là mặc hanbok đi chụp ảnh check-in các kiểu, còn bọn mình thì... Vào quán cà phê tránh nóng là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý. Trước khi về thì không quên mua quà cho em gái ở nhà. Mình sẽ ghé vào mua cái bánh đặc sản ở nơi đây mà cái nhân của nó chính là hai cái vị của hai món mà hôm nay mình ăn ý. Sau chuyến đi của ngày hôm nay thì mình rút ra một bài học xương máu đó là mọi người đừng bao giờ đến đây vào mùa hè, nó nóng lắm luôn đấy mọi người ạ. Tốt nhất mùa hè chúng ta nên đi biển thôi. Sau khi được bác tài xế mua bánh cho em gái mình và mua nước cho mình thì bây giờ mình quyết định lên đường và trở về nhà đây. Cảm ơn mọi người, cảm ơn bác tài xế và hẹn mọi người ở một clip khác nha.